Đây, bây giờ yêu cầu tiếp theo nha, chúng ta sẽ làm đến đâu mình sẽ comment đến đấy các bạn. Câu 1. Đọc đề nè. Lấy ra danh sách phòng sắp xếp giảm dần theo giá gồm cột sau ID name, price price có cái credit date. Cái này dễ mà nhỉ, có cái danh mục, cái này giống nhau nhỉ. Đấy kia giống nhau, cái này phải join được em. Đây, nó phân tích như sau. Danh sách phòng là gì ạ? Select sao from room đúng không? Rồi, đây là danh sách phòng các em này. Sắp xếp giảm dần theo giá thì order by gì? The by price DESC là giảm dần các em. Đấy. Mình cứ viết như thế là sắp xếp giảm dần. Các em nhìn cái giá nó giảm dần đấy. Nghĩa là lớn ở trước, bé sau dần. Bây giờ mình nhìn cái kết quả của mình hiện tại so sánh với bên đây. Cơ bản thì nó có rồi. Tuy nhiên có hai thứ mình phải để ý, ba thứ, ba cái. Một là total. Ở đâu? Sorry, câu trên. Cái gì nhỉ? Category name. Có đúng không? Category name lấy đâu ạ? Đúng rồi. Category name là bên cái bảng category chứ nhỉ. Vậy thì lúc này nó phải có xuất hiện hai bảng rồi các bạn. Xuất hiện hai bảng, chỗ này mình sẽ cho một cái error. Và chắc chắn mình phải join rồi. Join tới category C on này. Sau cái join là on luôn, cái trường khóa chính của bảng cần join. Nhớ nhá, khóa chính của bảng đang join và nó phải bằng với khóa ngoại của bảng gì? Bảng join đó. Rồi, chính là bảng hiện tại bằng room này. Đấy. Thử cái coi. Chạy mầm, đấy. Có tên tên này này, nhưng bây giờ người ta yêu cầu á, là cái cat name cơ chứ không phải là cả mớ này. Bây giờ hai cột ID, hai cột name, hai cột status. Không hiểu cột nào là room, không hiểu cột nào là danh mục, đúng không? Đấy, do mình insert room mình mới thấy thôi chứ còn không hiểu đâu các bạn. Vậy thì mình sẽ làm như sau. Bây giờ mình không có select sao nữa mà là r.id, r chấm gì? Name, r chấm price, r chấm sale price cho đến r chấm status, bắt đầu mới đến c chấm name add. Add gì ạ? Ô thầy viết cái gì ấy? Ok, tí tí sửa sau. Add gì? Tí tay sửa nhá. Add cartel name, thầy lo viết thầy không nhìn. Rồi, chỗ này các em thấy nó bị tràn á, chúng ta xuống dòng cũng được mà. Chỗ from mình cho xuống đây này. Cứ thoải mái. ID, name, price, sale price, status. Nó gợi ý, thầy cứ tưởng nó gợi ý rồi. Đấy. Đây là câu lệnh của chúng ta nhá. Câu lệnh thế mới là câu lệnh đúng nha. Câu 2. Câu 2. Đọc đề này. Danh sách danh mục nhá, nhớ là danh sách danh mục gồm ID name của nó rồi. Nếu có cột total room, status thì phải dùng cây quen đúng không? Ok. Đầu tiên chúng ta cứ select từ từ thôi, mình cứ hiểu từ từ. Select sao from category. Chúng ta thấy danh mục thì ra rồi nhưng nó thiếu cột total. Total mình bị cao, cao đến bảng gì các em? Cao đến cái bảng room mà, total room. Vậy chúng ta phải nhớ cứ xuất hiện cái bảng khác vào cái câu lệnh mình truy vấn là phải gì ạ? Phải join đúng không? Nhớ vậy đó, cứ có hai bảng này lên chúng ta cứ join. Vậy đã join chắc chắn mình phải đặt tên tên mới này, C cho gọn này, mình đặt này, join này. Join tới cái bảng room. R như lúc nãy, bây giờ mình làm ngược lại. Rồi, thì bây giờ máy tính tiếp này. Bây giờ mới cắt cột các bạn này. Bây giờ cứ select sao này thì à, quên chữ on nhỉ. On cái room nó có category ID.
nó phải bằng với C này chấm ID, hai cột chung với nhau. Kết quả này giống cái kết quả ở trên, có giống không? Giống, như chẳng qua là gì, nó đổi ngược cái danh mục ở trước cái thằng này sau mà, room ở sau mà, đúng không? Có cái gì khác đâu. Đấy, ở trên đây mình select cho nó gọn đi thôi mà. Nhưng bây giờ ưu tiên là ưu tiên cái get các bạn ạ, cái C ấy, vậy thì mình phải C chấm ID, C chấm name đó, rồi C chấm status, tí nữa mình phải key quen rồi. Bây giờ chỗ này này, cái total này là total là phải gì ạ, count hay là sum đây? Đúng rồi, count cái r chấm id chẳng hạn, hay r chấm sao gì tùy các bạn, add tên là total room đó. Thì bây giờ mấy cái cột status thì chúng ta sẽ key quen ở đây, key key nè, key sau đó khép, ừ, and mình đặt tên luôn, tên là status luôn đó, thì quen này, quen cái khi c chấm status mà bằng không thì gen, gen gì các bạn, tạm ẩn à, L, nó có hai trạng thái thôi đúng không, hiển thị. Nếu có nhiều trạng thái nữa thì các cái gen mãi nhá, à, quen mãi nhá. Thiếu cái gì các em biết không? Cái này chắc chắn lỗi. Lỗi ở chỗ group by á. Chúng ta nhớ các cái hàm sau cần phải group by này. Thứ nhất là cao hay là sum, ba là AVG. Có cái hàm này xuất hiện trong câu lệnh thì phải group by nó ở gần cuối. Trước order by. Ta nhớ lại câu lệnh đợt trước mình học á, group by tất cả những cái cột mà mình đã select ở đây bao gồm cả status ở dưới. Rồi, thế là được rồi các bạn. Có dài không? Đó. Total room đó. Đấy, mỗi thằng có phòng, thằng cuối có hai phòng. Hiển thị, tất cả hiển thị hết. Đăng một hết, mặc định là một. Đây là câu lệnh số, đây là câu số mấy đó. Tiếp theo câu 3 này, truy vấn danh sách customer gồm ID, name, phone, address, credit address. Trường S này là cột gì? Suy ra đúng không ạ? Gender thì giống thằng trên, nam nữ khác, gender giống thằng trên này. Vậy thì thầy cũng làm từ từ nhá. Ở đây nó có một bảng thôi đúng không? Không có bảng thứ hai nhỉ? Thì mình cứ select bình thường. Select. Thôi thế thì mình cứ để là C đi, customer đó, ID này. C.name này. C.email này. Cái C này đâu ra nhỉ? Tí nữa sau cái from đúng không? Rồi gì nữa nhỉ? C.bust ở đây à. Khi các em viết này nó không gợi ý á, thì kinh nghiệm á, from luôn đi. Sau đó đặt C này, bắt đầu nè, các em nhìn này. Thấy chưa? Khác đúng không? Nhớ nhá, thì ai mà nhớ được thì thế, còn không thì phải viết luôn from đi cho nó chạy. Nó dài quá, thầy xuống dòng một tí cho dễ nhìn. Bây giờ cột S mình là cột suy diễn các bạn. Chính là cái thằng gì ạ? Get à, 5 như nhỉ? Year hàm year này, year của get date này. Trừ đi year của C.birthday đấy các bạn. Đúng ta sao nó app này. S. Bây giờ cột kia thì giống thằng này nên thầy sẽ copy đây này xuống cho nhanh thôi. Đầu tiên á là gen bằng 0 là nữ, 1 là nam, còn lại là khác.
nam đổi thành 1, L là khác, khác theo dạng giới tính là nó không không có cái giới tính nào đó, lưỡng tính đó. Rồi thế thôi, có mỗi một bảng thôi, cái này không có nhiều bảng đó. Tuổi này em trừ, tự trừ thôi, mình không phải trừ các bạn. Rồi toàn nam hết. Tiếp tục, tiếp tục câu máy đây. Truy vấn xóa các sản phẩm chưa bán. À cái này nó hơi bị lộn rồi, các cái phòng chưa được đặt thì có nhá, cái này chắc là đề chưa sửa thôi. Đây, truy vấn các phòng nào chưa được đặt á. Bây giờ mình tư duy ấy, cái nào được đặt phòng rồi thì nó sẽ nằm ở đâu các bạn, bảng gì, book detail nhá. Đây nè, select sound from booking detail, nghĩa là cái phòng nào mà đã được có người đặt rồi á, thì nó sẽ vào cái bảng này. Đấy, booking ID này, 1 2 3 4, nó đã có hết rồi. Bây giờ thầy sẽ insert thêm vài cái phòng nữa để mình mới test được là phòng nào chưa có đặt chứ. À, những phòng mới insert vào để nó xem chưa đặt nhé. Room duplex, room duplex, room, room duplex, room duplex, VIP, VIP hết, cho VIP hết, VIP hết, thêm chữ VIP ở sau ấy, nhưng mà giá không thay đổi, thế mới đều. Xong nó thêm từng đấy thứ các bạn, thì chắc chắn có những cái room đấy mới thì mình chưa có đặt đấy nhá. Select sound from room, chạy luôn hai lệnh đi. Đây cái room nó cả mở này, đấy, nhưng mà nó sẽ đang trống các cái phòng nó chưa đặt đây này. Thì bây giờ câu lệnh mình sẽ lấy ra cái câu lệnh nào mà chưa có đặt đã. Vậy thì chúng ta chỉ cần select room ID, đúng không? From cái bảng booking detail là lấy ra cái ID của room. Đấy, chúng ta dùng cái kết quả này để làm điều kiện cho truy vấn lồng, đúng không? Thì bây giờ select sound from room where, where này, cái ID của nó in, in cái câu lệnh lồng này. Thì lúc này các bạn thấy là nó ra được cái những cái phòng đã đặt. Còn phòng chưa đặt là gì? Là not in, đúng không? Not in nghĩa là chưa được đặt. Thì đây là not in này, những cái mới vào các em nhìn thấy những cái VIP VIP sau ấy. Đúng chưa? Có một thằng không VIP à? Đấy, nhưng mà ID nó có sao điêu điêu nhỉ? Lúc này một bạn muốn bao nhiêu? Để thầy thử nhé. 1 3 5. Để thầy test lại cái chỗ câu lệnh này xem ra đúng chứ nhé, vì thầy cũng quên để ý mất là nó cái gì trong ấy. 1 2 3 5. Ờ, 1 2 3 5 thì đúng rồi, nó loại cái 1 2 3 5 đi là được nhá. Câu lệnh thì đúng thôi, mình muốn cho nó chắc thôi mà. Đúng rồi, những phòng mới này chưa đặt này. Thế thì bây giờ người ta bảo là không phải select mà là gì, mà là gì ạ? Delete, đúng không? Thế thì thay cái này thành cái delete là xong mà. Đó, đầu tiên các em hiểu cái dữ liệu nó ra đây để mình chắc chắn là nó đã nhá, sau đó mình thay câu lệnh là xong nha. Còn điều kiện vẫn thế, một bên là lấy ra một bên là xóa đi thôi mà, hình dung được chưa? Rồi đó, thầy sẽ chạy này, thầy thiếu cái ngoặc rồi các bạn. Rồi nó xóa rồi đó. Bây giờ chúng ta thử select sound from room xem có còn không. Ở đây trên này có select room, xóa rồi các em này nhá, xóa rồi đấy.
Ok, câu đấy thì như vậy đó. Đó là logic cơ bản chúng ta phải hiểu. Cập nhật sale price 10% cho tất cả các phòng có giá lớn hơn 250.000. Cập nhật là lệnh gì ạ? Update set gì? Update cái gì trước chứ? Update cái room. Set sale price bằng cái gì? Tăng lên 10% nghĩa là gì các bạn? Ví dụ cái sale price bây giờ đang là 100.000. Tăng 10% nghĩa là tăng thêm 10.000 là thành 110. Bây giờ đang bằng không hết thì tăng có bằng thừa. Đúng không? Công thức thế này. Ông kia ngồi dậy đi. Công thức chính là giá cũ, chính cái sale hiện tại cộng cho cũng cái giá sale đó nhưng mà nhân thêm mấy ạ? Nhân cho 10 thì là 0,1 các bạn. Nha. Thì thực ra câu lệnh thì nó chạy thôi chứ không có gì, nhưng mà mình phải que cái. Đấy. Que. Viết đúng câu cái viết đúng nhá. Chứ còn dữ liệu thế nào thì kệ đó. Que cái price này. Lớn hơn hoặc bằng này. Lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu? 250.000 của mình thì chắc chắn lớn hơn rồi, mình cho hẳn lớn hơn 1 triệu đi. Dữ liệu hiện tại của mình nó thế thì mình cứ phù hợp các em. Câu lệnh nó đúng, nó có 3 row được cập nhật. Tuy nhiên nếu mình có select á thì cũng không có thằng nào được tăng. Tại sao các em nhỉ? Ui da, để xét lét mà lại thiếu chữ C. Tại vì bản chất cái sale ra ban đầu là bằng không rồi, mà không mà lại cộng cho cái thằng này nhân không thì vẫn bằng không. Đấy. Cho nên để cho dữ liệu nó đúng thì đầu tiên á, thầy sẽ update set price này này bằng này price gốc á nhân cho 0,1 đã nhá. Ý là nó để nó có cái giá trị đó, nhưng không thì nó không có gì cả. Rồi bây giờ mình xem cái giá trị ban đầu nó là chính là bằng 10% của giá gốc đúng không? Bây giờ mình mới cập nhật cái câu lệnh dưới đây này. Nó sẽ cập nhật này. Cập nhật. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ select lại. Thì bạn thấy nó cộng thêm đây không? 111 không? Đó, câu lệnh nó đúng rồi nhá, đó. Ok. Chúng ta hiểu là vậy đó. Rồi. Cho nên á, khi chúng ta insert room vào để muốn chính xác ta cho cái giá trị sale luôn vào đấy. Chứ đừng để không nhá. Để không thì mình mất công cái phần này này. Thầy vừa làm này. Mình để default không mà, cho nên lúc nãy mình không có nhập gì cả các bạn. Xong rồi, xong cái câu tư vấn cơ bản này rồi các em. Đấy. Hôm nay như thế là cũng hơi mệt rồi các bạn. Thấy cũng quèo hoài thì thầy dừng ở đây đã. Làm đến đây mình lại test tiếp. Đấy. Test cho nó đến đến cái database thứ mười mấy luôn đi. Ngại ngùng gì. Nhưng mà như thầy vừa nói đó, thầy sẽ để cái giá sale luôn này. Chờ thầy tí nhé, cho sale vào đây luôn đi. À sorry. Trên này. Nhớ nhá. Nó đang không hết này. Chúng ta có mặc định cho nó một bớt đi một số 0 này là được. Cứ thằng nào có mình bớt đi số 0 là được. Để dữ liệu demo nên các bạn cũng không cần phải kỹ. Sau này dữ liệu thật thì nó lại đi liên quan đến cái dữ liệu của người dùng ấy, cho nên là kệ nó. Rồi. Mình lại bốt test khi nào mà nó nát bét thì thôi. Chạy một phát từ đầu đến cuối nhá. Chỗ này thiếu go. Ở bị lắp à? Giỏi thế. Kiểm tra lại đi, go chưa có, go vào. Câu 1 này chưa comment nữa này. Thêm đòi chạy nữa.
Được chưa? Chạy nhá. Ôi, xịn luôn các bạn này. Đó, chúng ta phải thế thì mới mới được các bạn.